Kinh Quan Nghiêm Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy, chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm tính toán của ta và ta. Chính cái tâm không này, nó phát sinh ra trí huệ. Khi đó, tình yêu thương của ta ban rải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là 8 ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. Thứ nhất, lợi, là tiền tài lợi dưỡng. Thứ hai, suy, là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. Thứ ba, hủy, bị người nói xấu, hủy mắng. Thứ tư, dự, được người đời tán thán khen ngợi. Thứ năm, xưng, được tùng xưng kính trọng. Thứ sáu, cơ, bị chê bai khinh khi. Thứ bảy, khổ, đau khổ, hoạn nạn đến. Thứ tám, lạc, vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước 8 ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an vui, tu hành mau thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền san ngã, vùi dập đau thương, thì thực là nhu nhược, thiếu dũng lực, chẳng phải là người chân tu, phải bị chìm đắm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa, bạch Tổ sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy cho con phương pháp an tâm. Tổ sư bảo, đưa tâm đây cho ta xem. Huệ Khả lúng túng nói, con tìm mãi không ra. Tổ đáp, vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra, vì tâm không có hình có tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng được nghe bài kệ ưng vô sở trụ, dĩ sanh kỳ tâm, ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa 4 tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói 4 tướng. Thứ nhất, ngã tướng, là tướng của mình. Thứ hai, nhân tướng, tướng của người khác. Thứ ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu hình và vô tâm. Thứ tư, thọ giả tướng, tức là chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu làm chấp tướng trạng hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Kinh Đại Bát Nhã dạy, Bồ Tát trong khi hành đạo, quán sát, thấy rõ ngũ uẩn đều không thật, nên các ngài tự tài vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn gồm có, thứ nhất là sắc uẩn, là chỉ chung mọi thứ vật chất như là ngũ cán, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Thứ hai, thọ uẩn, là những cảm thọ vui sướng buồn khổ, trơn nhám cứng mềm, và không khổ không lạc. Đó là những cảm thọ khi tâm đối với cảnh. Thứ ba, tưởng uẩn, đối cảnh nhận ra sự đen trắng, nhỏ to, dài ngắn. Đây là nhóm yếu tố tinh thần, làm chức năng tưởng tượng hình dung ngoại cảnh. Thứ tư, hành uẩn, đối cảnh đem lòng ham muốn hoặc thương ghét vui buồn của tâm đối với cảnh. Do nhân duyên tạo tác các pháp hữu vi trôi chảy trong 3 đời. Nói rộng ra, hành uẩn thu nhiếp rất nhiều pháp, trong đó gồm cả sắc, thọ, tưởng và thức. Thứ năm, thức uẩn, có công năng hiểu biết và phân biệt sự vật khi tâm đối với cảnh. Như vậy, chúng ta đủ hiểu sắc thuộc về thân và vật chất, còn thọ tưởng hành thức chỉ do tâm. Đức Phật dạy vua Bình Sa: sắc giống như cây chuối không bền, thọ như điện chớp có rồi mất, tưởng hư ảo như hơi nước, hành tựa bọt nước không thật, thức chỉ là trò quyển thuật giả tạo ra người và vật. Chúng không có thực thể, tùy theo cảnh mà thức tâm nảy sinh ra mọi sự phân biệt các pháp, chỉ là trò lừa dối. Một vị thiền sinh trong lúc tọa thiền thường thấy xuất hiện trước mắt mình một con nhện, làm cho tâm thần bất an. Một hôm, anh định mang con dao, chờ nó hiện ra, đâm chết cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi hành động, gặp được một thiền sư. Anh liền đem chuyện ấy thuật lại cho thiền sư nghe. Nghe xong, Ngài không nói gì, chỉ bảo khi nào nó xuất hiện, lấy phấn đánh dấu ngay chỗ đó, thì ngươi sẽ biết con nhện xuất phát từ đâu. Thiền sinh vâng lời làm theo. Khi phát hiện ra, mới thấy dấu phấn trước ngực mình, nên hốt hoảng. Anh liền đến vị thiền sư nói, nếu không có Ngài chỉ dạy, thì con tự đâm mình chết rồi. Nhân đó thiền sư nói, đó là những vọng thức bên trong của ngươi nó hiện ra, chớ chẳng phải ở bên ngoài. Nên nhớ nhiếp tâm chánh niệm, tỉnh giác, soi lại bên trong, đừng để ngoại cảnh chi phối, mới mong dứt hết vọng tưởng quyện quá. Sau đó thiền sinh nghe lời thực hành, không bao lâu con nhện kia không diệt mà tự mất. Cũng như có thiền sư tên là Iya. Mỗi khi ngồi thiền, thường tự nhắc nhở tâm mình, mỗi khi nổi lên tham sân, tà kiến, cấu uế, Ngài liền nói, ông chủ ơi, có chừng bị giặc lừa đó. Nói xong, Ngài tự dạ. Nhờ hành trì nghiêm mật như thế mà Ngài mau chứng đắc thiền định. Còn chúng ta bị vô minh điên đảo lầm chấp, cho cái thân này là của tôi, của cải này, những suy nghĩ, phân biệt ta, người, thương ghét, buồn giận. Những ý niệm thiện ác đua nhau trình diễn, nên thường bị tẩu quả nhập ma. Vì thế, gây tạo nhiều nghiệp chướng. Chính vì vậy, trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy, trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm chẳng hiền, khổ đau theo mãi triền miên, như bánh xe ngựa theo liền với chân. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm hiền minh, hạnh phúc sẽ đến bên mình, như là cái bóng với hình không phai. Hay là nhất thiết duy tâm tạo, dạng pháp duy tâm biến. Phá Tướng Luận có giải, sáu nẻo luân hồi nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sanh. Chính cái tâm của ta, nó là chủ nhân sáng tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc hay địa ngục khổ đau. Bởi vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ma Phật Phật cũng do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật vọng tà ma. Thật vậy, nếu tâm tham sân nổi lên mà mình không ngăn chặn được, sanh tâm trộm cắp, đánh đập, giết hại người ta, ngay lúc đó thì mình bị cảnh tù tội tức khắc. Tới chừng đó mới ăn năn thì đã quá muộn. Do đó, trong kinh Đức Phật dạy, nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi đó có an lạc, nơi nào không phòng hộ tỉnh giác là nơi đó có đau khổ. Thí dụ, trong gia đình vợ chồng anh em con cháu đang nói chuyện vui vẻ, không khéo phòng hộ, Nó lạc qua đề tài đấu tranh phiền não hồi nào mình không hay. Đến lúc tranh cãi, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập lẫn nhau, làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán. Tới khi tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu đang nói chuyện mà không hài hòa, có thể xảy ra xung đột, thì mình phải dừng lại ngay. Đừng cho nó phát sanh, thì làm gì có phiền não, khổ đau. Nếu như ai không nghe lời Phật dạy, hiện tại khổ, kiếp sau lại bị quả báo hồ đồ, hỗn ẩu, câm ngọng, liếu lo, khổ sở. Con người trong cảnh ái dục thường bị tham sân si, ganh ghét, đố kỵ, chuyện nhỏ xé ra to, tranh giành bảo thủ từ trong gia đình, anh em, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc. Có khi vì một lý do không đáng mà sanh ra bất hòa với nhau, cũng đủ khó chịu rồi. Cố lánh mặt nhau, định tuyệt giao hẳn, nhưng ngặt gì còn sống chung một nhà. Quyết không nói chuyện, nhiều khi nín không được, phải nói ra với sự ngại ngùng. Giao thiệp lấy lệ, thiệt là khổ. Tình cốt nhục, quyến thuộc mà còn hờn ghét lẫn nhau, huống chi người dân nước lã, khác dân tộc giống nòi. Một khi thù ghét rồi, tìm đủ mọi cách giết hại lẫn nhau, gây thành oán lớn. Hãy gặp nhau mắc tờ kim châm, dương cung nắm gậy, cầm dao đâm chém, đánh đập, bắn giết lẫn nhau. Cuối cùng, đôi bên đều bị tổn hại. Ở đời người ta não hại nhau là do giành quyền lợi và phần phải về mình. Như vậy, người ta thua, quấy, họ đâu có chịu, cứ thế oan trái mãi chất chồng. Muốn hóa giải oan trái, sân hận mau lẹ, không chỉ bằng chấp nhận tất cả sự xấu hổ, nhường điều tốt lành cho người. Phật bảo, người nào làm được như thế sẽ hóa giải hết oan trái hận thù và sanh ra vô lượng công đức, mau thành Phật quả. Kinh Pháp Cú Phật dạy, lời ác hay mắng chửi, kiêu mạn khinh miệt người, gian tham và trộm cướp, đánh đập cùng giết hại. Ai làm hạnh nghiệp này, thù oán sẽ theo đây. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, biết đủ và bố thí, từ bi đối mọi người. Mở trói buộc an nhẫn, thù oán tự hết ngay. Khổng Tử dạy, lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng, lấy đức báo oán ấy tiêu tan. Qua lời dạy của Phật và Thánh, bảo ta phải hỷ xả những kẻ hại ta, thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm. Những kẻ phụ ta chớ ưu sầu lưu luyến, không nên để lòng thù hận che mờ lý trí. Sân hận âm thầm thiêu quệ mạng, lửa phiền ngùng ngục đốt tâm can. Sân si tạo nghiệp một đời, nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân. Đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hạt Phật tử. Vậy mà có mấy ai nghĩ ra, cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt. Đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắc. Muốn khắc phục quan niệm này, ta phải vững niềm tin nơi Tam Bảo, tin sâu lý nhân quả. Tự hỏi, tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác mà lại bắt nạt, gieo khổ cho mình? Khi đó, nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại, hoặc xem họ như người bệnh hay là kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó, đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Nói đến nhân quả, Phật dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu như ai không tin, ra oai hung dữ, làm cho người xung quanh ngán sợ, kết quả chỉ thêm thù kết quán, mọi người kinh tởm xa lánh. Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm, giúp đỡ, của các thành viên trong gia đình. Khi đó, ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Than ôi, quả bất thiện chưa trả lại dây thêm. Thực ra, tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện tánh dã man và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người. Tốt nhất là nên niệm Phật, hành thiền, quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh, nói làm mới có kết quả tốt đẹp. Muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ, như là anh chị, bạn bè, cái gì cũng tốt, nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh, cố gắng khắc phục thì thực là người gương mẫu trong đời. Như vậy, người ta mới hoan hỉ chấp nhận sửa lỗi. Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ nói ra, nguy hiểm nhất là ở chỗ đông người. Chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà chỉ gây thù chuốc oán mà thôi. Kết quả giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gổ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó. Như là nếu anh chị chửi rủa, đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm gièm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết trân trọng với nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói hủy hoại vợ chồng kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà càng làm cho tình hình căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo, vô tình mình lại bị tai họa lây. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của nhân vật thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm, Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tụ tập trong rừng Bàn Na Mang Xà Tư. Đó là tôn giả A Nan Luật Đà, tôn giả Nan Đê, tôn giả Kim Tỳ La. Khi hai tinh Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỉ đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải qua cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Xong, Đức Phật hỏi: "Này các con, sống ở đây có được an ổn hòa hợp không?" Ba tôn giả thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn." Phật hỏi: "Cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc?" Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hành từ bi hỷ xả, khiêm hạ, lễ phép, ôn hòa, nhã nhặn, thông cảm, khoan dung, độ lượng, nhẫn nại, nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân, khẩu, ý đều được trọn lành trước sau như một." Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán: "Lành thay, lành thay! Các con sống hòa hợp, không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chúng một thầy, như nước hòa với sữa, thật là tấm gương lành, đáng để cho trời, người kính trọng noi theo." Còn đối với chúng ta, bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình? Nếu như ai không nghe lời, làm theo thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ, thật là độc ác bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Phật dạy, con người sanh ra trên cõi đời đều mang theo cái nghiệp khác nhau. Cho nên, chuyện giống nhau là điều không thể có được, ngoại trừ các vị biết tu. Đức Khổng Tử nói, nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết. Bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Đó mới là đáng bậc công bình, nẻo chánh trực, người trí, quân tử. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta sửa lỗi, trước tiên thì mình phải tự sửa đổi, tận tình yêu thương giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái vị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại với mình. Người xưa có câu, ta vì tất cả mọi người thì mọi người sẽ vì ta. Ở đời, tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn người khác nghĩ đến mình, mong cầu phước báo, mọi sự như ý, nhưng chưa thấy họ làm được việc gì lợi ích cho ai, mà lại mong cầu đủ thứ, thật là khờ dại. Người trí không cần mong cầu gì cả, lúc nào cũng lập công bồi đức, làm lợi cho chúng sanh. Quả lành kia không cầu mà tự đến. Muốn có đầy đủ phước báo, thân tâm an lạc, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Phật dạy, đời người là vô thường. Nghe được điều này, ngủ ngon, sâu giấc, may mắn thi nhau kéo đến. Kiếp người ngắn ngủi, vạn vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời, hợp tan, để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sau chuỗi thời gian âm thanh lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi, nghìn thu vĩnh biệt. Bản thân tôi là nhà sư, thường đi đám tang, nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, bi ai, thảm thương. Khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà cha mẹ, hay là ông bà cha mẹ khóc con cháu, vợ chồng xa lìa ân ái, biệt ly, sầu bi, đổ lệ can trường. Chứng kiến thảm cảnh đó, tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nói lên tính chất vô thường của chư tôn đức, kết lại thành tập vô thường này. Đã nhiều lần muốn ấn tống, nhưng ngại mình đức mỏng tài xơ, chưa đủ khả năng làm được việc này. Nếu mãi e ngại hoài thì không làm được gì, uổng phí một đời thọ ơn, đàn na tính thí. Chi bằng cố gắng viết hết những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ơn đức Tam Bảo và Đàn Diệt. Nhờ sự hoan hỷ đóng góp của quý đệ, cho nên cuốn sách này mới có dịp ra mắt. Quý độc giả xem qua, nếu có gì sơ suất, thiếu sót, ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử xa gần hoan hỷ đóng góp ý kiến để nội dung này được hoàn chỉnh hơn. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Chúng sanh tội ác tựa non cao, biển nghiệp gió dông sóng bủa ào. Tóc bạc da khô chưa tỉnh ngộ, vô thường trước mắt tính làm sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ nhất, định nghĩa vô thường. Vô thường là như thế nào? Quý vị hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không. Để quý vị hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm sẽ biết ngay. Thứ hai, thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng phút từng giây, sâu chuỗi thời gian, âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi phút giây trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, tất cả pháp trong đời, cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi. Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét, hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, sương đầu ngọn cỏ. Mới thấy đó, rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên Ngài xuất gia đắc đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi Niết Bàn, bất sanh, bất diệt. Kính thưa quý vị, cái thân của ta có gì là thật đâu. Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho đến khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh quạng, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn. Da nhăn, má hóp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, giận dơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung từ giã cõi đời tạm bợ, theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước, ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cái chết, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm, Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói, sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng, vài ngày, vân vân. Vị thứ tư bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thực là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không thích vào là ôi thôi, ô hô, tạm thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường dạng sự hưu. Hơi thở vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu nghèo sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Thân này nào có ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Hay là sao đường ân ái hay tay trắng, cúi lớp ân tình nắm màu xanh. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng dù có kho vàng núi bạc, lộc cả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đang tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẩu chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm Ngài cùng tôn giả Tích Sa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi, này Tích Sa, ông có thấy trước mắt ông là gì không? Tôn giả Thích Sa thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó, Đức Phật dạy: Cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương, còn xương thịt chất đống chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi: Sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp: Sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp: Thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình hay không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cải vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy: Các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho đến vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta. Cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân, nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng thử hỏi, muỗi mòng lan sói, chúng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao? Chẳng qua là khung sống và chết, mạnh được yếu thua là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới sắc? Vì con cá cắn câu thì hoảng sợ, con chim thấy cung tên súng đạn liền vỗ cánh bay cao, ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống chờ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sanh ra hiếu sát, chiến tranh, giặc giã, giết hại lẫn nhau. Sơn hào hải dị, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây thù chuốc oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi, rảnh chí tu hành. Bởi vậy tôi ước ao, mong sao mọi người trên thế gian này hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng nó đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bôn ba giành vật, sát sinh hại vật, ăn cho dinh thân phì da, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Nói đến vô thường, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có 4 binh chủng hùng mạnh. Hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này đại vương, giả sử ở phương Đông Tây Nam Bắc có 4 ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây. Mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó. Thử hỏi, đại vương lấy cái gì ra để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem 4 binh chủng kho tàng thần dân ra mà ngăn chống được. Vì nếu đem ra, sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy, đúng như vậy đó đại dương. 4 ngọn núi đó chính là sinh lão bệnh tử. Này, đại dương lắng nghe. Vì người đời u ám, không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê, vui đời, mà chẳng hề biết tội phước gì cả, nên thường bị tứ khổ. Những nỗi khổ về sanh. Khi còn nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh, thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no lấn ép, khó bề cựa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chạm phải những vật bên ngoài, đau như là dao cắt. Hoảng hốt thất thanh khóc gian. Những nỗi khổ về già. Lúc còn nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao, cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí, ăn rồi thì bảo chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Những nỗi khổ về đau. Thân người do 4 đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như 4 đại không điều hòa, thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa, thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa, thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa, thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì 4 đại không điều hòa, cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm xúc, nhức đầu, đau răng, bại liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thụt, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe. Những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi lên trên ấy. Tâm thần khổ não, giọng nói bi ai buồn thảm. Món ngon vật lạ, khi đưa vào miệng, đều biến thành vị đắng. Những nỗi khổ về chết. Thân người, đến lúc sắp chết, thời 4 đại phân tán thần thức chẳng an. Gió thổi tới như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi. Mệt ngột không ngừng, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uốn mình, giãn tay, bẻ chân, hai tay buông xuôi. Phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại đi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần. Chỉ có nước bó tay, cởi giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, hoan hỷ tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Trong kinh A Hàm, Phật dạy, tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà có lắm người, khi thấy ai đó già, bệnh chết, lại sanh tâm khinh khi, nhòm gớm. Nhưng họ lại quên rằng, rồi đây mình cũng sẽ già bệnh chết. Nhớ lại thuở Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một vị thầy tỳ kheo mắc bệnh lở lói khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai nấy cũng sợ hãi không dám lại gần. Nhìn thấy thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Chăm sóc cho người bệnh, một là ta cảm nhận được thân này là bất tịnh, để nhắc nhở trên đường tu tập, hay là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn, phỉ báng khạc nhổ, làm ngơ, thì sau này kẻ đó phải bị quả báo. Khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa nhóm các thứ bệnh hoạn, tai nạn. Bởi vậy, những ai là bậc hiền trí phải kiếp mau tự lợi bằng cách nương về Tam Bảo, quân tập những tài sản của bậc thánh. Đó là thất thánh tài. Một là tính, hai là giới, ba là tâm, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí tuệ, bảy là xả ly. Tính là phải vững niềm tin nơi Tam Bảo. Phật là đấng toàn năng toàn giác, đáng để cho chúng ta tôn thờ tín ngưỡng. Pháp có công năng diệt trừ phiền não, tham, sân, si. Tăng là người đại diện cho Phật duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác. Tam quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình. Ba là tàm, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí tuệ, bảy là xả ly. Tam quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình, ăn năn cải sửa những lỗi lầm để trở nên người chân thiện mỹ. Đa văn nghĩa là ngoài việc mưu sinh ra, quý vị nên dành chút thời gian nghe kinh học Pháp để làm hành trang trên bước đường tu tập. Nhờ học hỏi giáo lý mà mình biết đâu là thiện ác, tốt xấu, phải trái, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Từ đó phát sinh trí huệ, nhờ có trí huệ mới xả ly hết những kiến chấp sai lầm, dũng dặt, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Có nhiều người nhờ căn lành đời trước gặp được thiện hữu trí thức, khuyên nhắc quy y, giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh để tích lũy phước đức về sau. Họ lại trả lời rằng, tuổi tôi còn trẻ, đời còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đón, dạy gì phải tu cho uổng phí tuổi xuân. Chính vì thế nên tổ xưa khuyên bảo rằng, mặc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Quý vị ra nghĩa địa hay đến nhà Cửu Quyền, thời thấy rõ nơi đó không từ bất cứ một ai. Quý vị nên nhớ rằng con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta, không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nó đến thì bất luận tăng, tục, già, trẻ, sang hèn, nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay những nơi nghĩa địa hoang vắng, xa xôi, cô tịch. Nơi ấy dẫu thông minh, tài trí, anh hùng, khôn dại, chung quy rồi ai cũng chết. Kiếp phù sinh là thế đó, nhưng ngọn đèn trước gió không biết nó tắt giờ nào. Đời người ảo ảnh phù du, cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay, tạ thế đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng mà chẳng gieo được một chút phước duyên thì thật là đáng tiếc vô cùng. Vì thế nên Khổng Tử than rằng, sanh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Có nghĩa là lúc sống mà không biết làm việc lành, thời sau khi chết khó mà thoát khỏi cửa địa ngục. Như có mẫu chuyện kể rằng, ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác, đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Vương. Vua hỏi, ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện, gây chi ác nghiệp để rồi phải đọa đầy xuống đây khổ sở như thế này? Ông ta cãi lại, thưa Diêm Chúa, ở trên nhân gian, nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước, Sao Ngài khi không bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp? Diêm Chúa nói, người có thấy người già, người bệnh, người chết không? Ông ta nói, thưa Ngài, tôi thấy. Diêm Chúa bảo, đó là những thông điệp mà ta gửi đến. Ngươi phải biết rằng, ai rồi cũng phải chết. Tại sao ngươi không lo tu? Ông ta nói, thưa Ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm. Tại sao Ngài lại bắt tôi? Diêm Chúa phán, ngươi có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không? Ông ta nói, thưa Diêm Chúa, thấy. Diêm Chúa nói tiếp, ngươi phải hiểu rằng, cho dù già, trẻ, lớn, nhỏ gì, tới số đều phải chết. Tại sao không lo tu mà còn biện luận lôi thôi? Ông ta vội quỳ xuống thưa rằng, tôi thấy, nhưng vì quá ngu mê, nên mới gây ra ác nghiệp, mong Diêm Chúa từ bi tha thứ. Diêm Chúa phán, tội của ngươi làm ra, không phải cha mẹ hay đấng thiên liêng quyền thế nào xúi dục, mà chính tự ngươi làm thì ngươi phải chịu, không có nói năng dài dòng gì nữa. Ngục tốt đâu, lôi nó vào ngục hành hình cho ta. Thế nên người xưa mới than rằng, khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi, khóc một khóc hai. Quý vị nào đầu tóc điểm bạc, đó là thiên sứ nó đến báo tin, rồi ráng lo tu kẻo trễ. Có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật, tôi thấy vậy mới khuyên, cụ già rồi, không biết chết giờ nào, ráng lo niệm Phật. Làm hoài cũng vậy, biết bao nhiêu mà cho đủ, để cho con cháu nó làm. Cụ lo niệm Phật để đức lại cho nó. Hơn nữa, nhờ niệm Phật, khi chết được Phật rước về cực lạc an lành, chứ con cháu của cải không cứu mình được. Bà cụ nói, sư bảo vậy cũng phải, nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ, lập gia đình chưa hết. Để khi nào nó yên bề gia thất rồi, tôi mới rảnh mà tu. Mới nghe qua, tôi thấy cũng có lý, nhưng khi con nó lập gia đình xong, không bao lâu lại sinh ra cháu. Phận làm cha mẹ thật là khó xử. Con nó bận đi làm, không ai giữ cháu. Thế vậy không đành lòng, rồi cứ tiếp tục lo cái này xong lại có cái khác. Cái khác vừa xong lại có cái khác nữa. Cứ như thế mà lo mãi cho đến khi ngã ra chết mà cũng chưa rảnh để tu. Nên cổ đức mới than rằng, hôm nay việc tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại binh thần chết. Khi tử thần đã đến gõ cửa, mình nói khoan, để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu, có được không? Chuyện đó không bao giờ có. Vì Diêm Vương chỉ định canh ba chết, không thể nán lại chết canh năm. Hỡi ôi, tất cả già, trẻ, sang hèn, ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy, chúng ta không tu nhiều được thì cũng nên tu ít, chớ có hẹn hò, bất luận là người ngoài đời hay là người trong đạo. Tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công. Than ôi, lo giàu nghèo, lo mãi cũng không xong. Hẹn khi khác mới tu, thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có. Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay. Đừng hẹn ngày mai, vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần, chờ nó để làm gì. Cho nên, trong Kinh Phật, Đức Phật đưa ra hình ảnh 4 con ngựa để thí dụ cho 4 hạng người. Con ngựa thứ nhất, vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai, nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba, đánh cho thiệt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư, đánh chết bỏ, lúc lắc chớ không chịu chạy. Nói đến đây, Đức Phật dạy, con người ta cũng thế. Con ngựa thứ nhất chỉ cho người trí, vừa nhìn thấy trong xóm Con người chết là họ lo tu liền. Giống như con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi liền chạy. Con ngựa thứ hai chỉ cho ai đó thấy người thân trong gia đình chết mới chịu phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba chỉ cho thấy người trong xóm chết họ cũng không tu. Cho đến khi trong gia đình có người chết cũng chưa có nhúc nhích, đến khi chính bản thân họ bị bệnh thập tử nhất sinh, khi đó mới cảm nhận thấy xác thân này là vô thường, giả tạm, mới chịu phát tâm tu. Giống như con ngựa thứ ba đánh cho thiệt đau mới chịu chạy. Con ngựa thứ tư chỉ cho hạng người nghiệp chướng quá sâu dày, họ bị quan niệm tu cũng chết, không tu cũng chết, chẳng tin nhân quả tội phước, sống là tranh đấu, chết là hết. Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm, suốt đời không biết tu là gì. Giống như con ngựa chứng bất trị, hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa, họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo. Quý vị tự kiểm lại xem, trong bốn hạng người đó, coi mình thuộc hạng nào. Có nhiều người đợi cho đến khi bệnh sắp chết mới chịu thức tỉnh, thỉnh quý sư đến cầu an. Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an mạnh khỏe để phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi. Nhớ lại thuở Phật còn làm thái tử, chỉ nhìn thấy người già bệnh chết có một lần là phát tâm tu liền. Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài, vậy mà có mấy ai chịu tu. Vì người ta chết, đâu phải mình chết, cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác. Quý vị nên nhớ, con đường người xưa đến, tới mình cũng phải đi qua thôi. Nếu ai tự cho rằng tôi sống hoài không chết thì khỏi cần tu. Còn nếu nghĩ rằng ai rồi cũng phải chết thì ráng chịu khó tu dùm một chút. Mình lo cho sự sống bao nhiêu thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành. Tu ở đây không có nghĩa là vô chùa mới gọi là tu. Tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quấy. Thân không sát sanh, đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối, đâm thọc thiêu dệt, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến. Đó gọi là tu. Chính cái sự tu, nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não. Nhờ biết tu, cho nên mình hiền, thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau, hoặc là ông chồng chữ, vợ hiền, chồng mắng, vợ nhịn, thì đâu có chửi rủa đánh lộn. Nhờ vậy mà gia đình được bình yên hạnh phúc. Kể đến láng giềng, nếu họ hung dữ, chửi rủa, sỉ nhục, vân vân, mình nghĩ rằng cái thân này không biết nó chết từ giờ nào. Hơi đâu mà hơn thua cho sanh ra phiền não oán thù. Họ muốn chửi bao nhiêu thì cứ chửi, vô lỗ tai bên này thì qua lỗ tai bên kia đi mất. Hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt. Chửi riết mỏi miệng, họ cũng nghĩ. Nhờ vậy mà lối sớm được bình yên. Còn nếu như bị người ta chửi, mình kiếm một câu gay gắt hơn chửi lại. Nó sẽ đưa tới đấu khẩu, không xong thì chuyển qua đấu võ. Kẻ lỗ đầu người bế mặt, băm mình. Nếu lỡ tay, đánh người ta trọng thương hoặc chết, thời sẽ tốn tiền thuốc, lại bị bỏ tù hay là tử hình, bỏ vợ bỏ con, nhà không có ai lo, khổ lây cả chùm. Vậy mà ở đời họ cho đó là khôn, tự vỗ ngực xưng ta đây là anh hùng. Còn người hiền họ lại cho là nhu nhược, yếu hèn, thật là mê muội. Cái chết nó đổi gấp một bên mà không chịu lo tu, tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu. Cho nên mới có câu khuyên rằng, ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù oán tiêu tan mất hết. Quý vị thường nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì lòng tức giận, chửi mắng đánh đập, xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa, tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng, những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng vướng mắc. Vậy ta nên từ bi, hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm để mà sửa đổi. Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác. Chính cái đó, nó đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu, đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người có tội, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này, có mấy ai được như vậy? Quý vị đi đám tang, thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài khóc than kể lể bằng những câu rất là thảm thiết. Nếu ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ, thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái, bi ai rất cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau suốt đời, họ chỉ đem toàn là những lời cay nghiệt, độc địa, thô bỉ, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương, ca ngợi nào có ích gì. Thực sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc kể rồi tự mình nghe, chứ đối với người chết thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng, mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành cho nhau trong lúc còn sống? Họ rất ưa thích biết là bao nhiêu. Quý vị nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết. Cuối cùng rồi cũng phải chia tay nhau. Cho nên, các thiền sư lúc nào cũng khuyên chúng ta hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người xung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức, ân tình, đối xử tốt đẹp với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi, hối hận. Muốn cho gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui, chúng ta phải tu hành nhẫn. Chữ thứ nhất, nhẫn năng sự thế, là người hiền khó kiếm trong đời. Chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lân cũng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Nhẫn xóm làng cố bác mới cao, nhẫn tâm nọ thường thường an lạc. Nhẫn tất cả những người tuổi tác, giữ tánh lành yên tịnh lâu dài. Quanh năm mới bảo toàn thân thể, tối sáng như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa. Không ai làm chủ được sanh già, bệnh chết. Chính vì thế Tổ Quy Sơn mới dạy rằng, ngày nay lại đã qua rồi, mãn căn huyết mạch lần hồi tiêu hao. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu thì lửa đốt đầu, đừng cho sát buổi như chầu đế dương. tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ, giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào, phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình. Đức Phật dạy, được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo, không lo tu là uổng lắm, để rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh hay là tà ma ngoại đạo, biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bọng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy, được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường quỷ diệt. Chớ có nên thăm đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi, sớm thoát khỏi ta bà. Trẻ tuổi rồi đây, cũng đến già. Địa ngục không đàn, sao lại tới? Thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận bịu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà. Chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tâm về cực lạc khỏe lòng ta. Phật đưa ra cái lý chân thường chân ngã để cho chúng ta tu tập. Nếu không, mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan thoái quá. Muốn biết chân thường chân ngã là gì, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẫu chuyện sau đây. Chuyện kể rằng, một thuở, Đức Phật ở nước Xá Vệ an trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Một hôm, vua Ba Tư Nặc đến ý kiến Đức Phật, thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, gần đây mẫu thân con mất, cho nên con không rảnh đến viếng Phật nghe Pháp, mong Đức Thế Tôn quan hỷ cho. Đức Phật nhìn thân tiều tụy, gương mặt âu sầu của vua Ba Tư Nặc, liền dạy, này đại vương, trên đời này có sanh ắt có tử, đó là định luật xưa nay, có gì đại vương phải buồn rầu đến thế. Nhân đó, Đức Phật nói kệ, tuổi trẻ thân tráng kiện, đến già sắc biến suy, bệnh hoạn rồi phải chết, sum họp để chia ly. Đâu có theo ý mình, mạng sống thật giả tạm, vạn vật đều vô thường. Thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại, hãy lấy nó mà suy. Tinh tấn quyết hành đạo, thẳng tiến đến niết bàn, mới thoát khỏi sanh tử, dứt sạch hết sầu khổ. Đại dương chớ nên dùng tâm phàm mắt thịt, nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi, sanh tâm âu sầu, mà đại dương hãy nhìn vạn vật bằng huệ nhãn, để thấy rõ các pháp do duyên sanh đều là vô ngã không thật. Đủ duyên thời hợp, hết thì tan. Vì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhẫn đến thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp. Có gì đâu mà đại dương phải lo âu sầu muộn để tự mình chuốc lấy phiền não, nào có lợi ích gì đâu. Đại dương nên sống với cái tâm chân thường, chân ngã, tự tại vô ngại, bất sanh bất diệt. Đó là Pháp thân. Niết bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai. Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng sắc, thinh hương vị xúc pháp. Vô tướng nam nữ, vô tướng sinh trụ và hoại. Pháp thân của Phật không có sắc, không nhiễm trước các pháp bất sanh bất diệt, thường là ngã tịnh, không thể dùng ngôn ngữ thí dụ hay suy tưởng được. Bạc khả tư nghị, bất khả thuyết, tự giác, tự tác, tự chứng. Giống như lúc ăn uống, tự mình biết ngon dở, nóng lạnh, người ngoài không thể biết được. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm, trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn, bất sanh bất diệt. Nếu mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong vòng sanh diệt. Xét lại thân của chúng ta, chỉ là vay mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến, mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm đạo. Thứ ba, tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường, còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm, từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét, giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã, giống như khỉ chuyền cành, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm, nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nó rằng tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si, hung hăng, xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói, chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình, làm người khách phong trần rày đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ chú qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai. Chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường hay sắp giải. Chú đem cúng lại cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng chú cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai cái sắp vải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau, sẽ có một đàn dê. Bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn, cưới vợ, sinh con trai kháu khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú dấp rễ cây, thằng bé rơi xuống đất. Chú nổi giận, quơ cành cây, gõ lên đầu vợ, đồ hư. Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. đối với người xuất gia, phải biết kiềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại với chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia, cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai. Cho nên, trong đời sống hằng nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Trong Kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách. Tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế. Dù chỉ một giây phút cũng nên chớ buông lung. Nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta xem qua mẫu chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư tên là Potila, là giáo thọ sư, lào thông tam tạng kinh điển. Có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi Ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ. Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp 30 vị A-la-hán, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả Potila đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin Ngài quan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười nói, làm sao tôi dám làm điều đó? Trước kia Ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tọa cũng từ chối. Cuối cùng, tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất, mới lên 7, gian nài một cách khẩn thiết. Ô, làm sao tôi dám làm điều đó, khi tuổi tác và sở học của tôi kém Ngài rất xa. E rằng, Ngài có tin nổi hay không? Bạch Đại Đức, lòng con tha thiết khẩn cầu mong Ngài từ bi chỉ giáo. A-la-hán trẻ tuổi ôn tồn bảo, này tôn giả, lúc còn tại gia, Ngài có chơi đá dế không? Thưa biết ạ. Ồ, tốt lắm, giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có 6 cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế nhỏ sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy. Có phải thế không nào? Thưa dân, nếu cửa nào cũng mở rộng, thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết. Có phải vậy không? Thưa đúng vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín 5 cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ dế nào là dế than, dế lửa, dế cơm. Chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế chỉ có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng không khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không có cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức. Bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những vọng niệm của mình, không xen vào những ước muốn lấy bỏ, loại trừ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Potila từ giả 30 vị A-la-hán tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc nhất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Potila đắc quả A-la-hán. Nhiếp phục lục căn hiền nhân có kệ, sắc chi cũng không chinh phục được mắt. Mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niềm mê say. Xấu không khởi ý chê bai gớm nhộm. Tiếng chi cũng không làm tai mến. Tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai. hay không buộc phải chuyển lay trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng cát lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói lòng nơi tâm. Vật chi cũng không làm động ý, ý tự do sự trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến mình chấp mê. Cảnh không thể làm mê tâm trí, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử vượt sanh tử, tuy mang sát tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu quyền vô tận, người hạ ngương nếu đặng dịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Phẩm tương tự Samanya Vatga. Một La Mã, 10 pháp. 221. Thành tựu 10 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 10? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. Thành tựu 10 pháp này các tỷ kheo, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu 10 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 10? Tự bỏ sát sanh, tự bỏ lấy của không cho, tự bỏ tà hạnh trong các dục, tự bỏ nói láo, tự bỏ nói hai lưỡi, tự bỏ nói lời thô ác, tự bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không sân tâm, chánh kiến. Thành tựu 10 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 2 La Mã, 20 pháp. 222. Thành tựu 20 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 20? Tự mình sát sanh và khuyến khích người khác sát sanh, tự mình lấy của không cho và khuyến khích người khác lấy của không cho, tự mình tà hạnh trong các dục và khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và khuyến khích người khác nói láo, tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác, tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tự mình tham và khuyến khích người khác tham, tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến. Thành tựu 20 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu 20 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 20? Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, tự mình từ bỏ lấy của không cho và khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác, tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tự mình không tham và khuyến khích người khác không tham, tự mình không có sân tâm và khuyến khích người khác không có sân tâm, tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến. Thành tựu 20 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 3 La Mã, 30 pháp. 223. Thành tựu 30 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. thế nào là 30. Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh và tùy thuận sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho và tùy thuận lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục và tùy thuận tà hạnh trong các dục. Tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo và tùy thuận nói láo. Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi và tùy thuận nói hai lưỡi. Tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác và tùy thuận nói lời thô ác. Tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm và tùy thuận nói lời phù phiếm. Tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham và tùy thuận có tham. Tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm và tùy thuận có sân tâm. Tự mình có tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến và tùy thuận tà kiến. Thành tựu với 30 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với 30 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 30? Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh và không tùy thuận sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho và không tùy thuận lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục và không tùy thuận tà hạnh trong các dục. Tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo và không tùy thuận nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi và không tùy thuận nói hai lưỡi. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác và không tùy thuận nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm và không tùy thuận nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, khuyến khích người khác từ bỏ tham và không tùy thuận tham. Tự mình từ bỏ sân tâm, khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm và không tùy thuận sân tâm. Tự mình có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến và tùy thuận chánh kiến. Thành tựu với 30 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 4 La Mã, 40 pháp. 224. Thành tựu 40 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 40? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh và tán thán sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho và tán thán lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục và tán thán tà hạnh trong các dục. Tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo và tán thán nói láo. Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi và tán thán nói hai lưỡi. Tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác và tán thán nói lời thô ác. Tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm và tán thán nói lời phù phiếm. Tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham và tán thán có tham. Tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận có sân tâm và tán thán có sân tâm. Tự mình có tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận tà kiến và tán thán có tà kiến. Thành tựu 40 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu 40 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 40? Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh và không tán thán sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khuyến khích người khác lấy của không cho, không tùy thuận lấy của không cho và không tán thán lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục và không tán thán tà hạnh trong các dục. Tự mình không nói láo, không khuyến khích người khác nói láo, không tùy thuận nói láo và không tán thán nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi và không tán thán nói hai lưỡi. Tự mình không nói lời thô ác, không khuyến khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác và không tán thán nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, không tùy thuận nói lời phù phiếm và không tán thán nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, không tùy thuận tham và không tán thán tham. Tự mình từ bỏ sân tâm, không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm và không tán thán sân tâm. Tự mình có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến và tán thán có chánh kiến. Thành tựu 40 pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 5 La Mã. Tổn hại 225 đến 228. Thành tựu 10 pháp này các tỷ kheo, đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại, vân vân, đem theo mình một tự ngã không bị tổn hại, không bị hủy hoại, vân vân. Thành tựu 20 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Thành tựu 30 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Thành tựu 40 pháp này các tỷ kheo, đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại, vân vân, không đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại. 6 La Mã. Sau khi chết thứ nhất. 229 đến 232. Thành tựu với 10 pháp này các tỷ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, vân vân. Ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Với 20 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Với 30 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Với 40 pháp này các tỷ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, vân vân. Ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 7 La Mã. Sau khi chết thứ hai. 233 đến 236. Thành tựu với 10 pháp này các tỷ kheo, người ngu cần phải được biết, vân vân, người hiền trí cần phải được biết, vân vân. Với 20 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Với 30 pháp này các tỷ kheo, vân vân. Với 40 pháp này các tỷ kheo, người ngu cần phải được biết, vân vân, người hiền trí cần phải được biết. Thành tựu với 40 pháp này các tỷ kheo, người hiền trí cần phải được biết. 237. Để thắng tri tham ái này các tỷ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Bất tịnh tưởng, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng tri tham ái này các tỷ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 238. Để thắng tri tham ái này các tỷ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh ứ, tưởng nước mũ chảy ra, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phồng lên. Để thắng tri tham ái này các tỷ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 239. Để thắng tri tham ái này các tỷ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Để thắng tri tham ái, này các tỷ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 240 đến 266. Này các tỷ kheo, để biến tri, vân vân, để biến diệt, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để hủy diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để an tịnh, vân vân, để bỏ đi, vân vân, để tự bỏ tham, vân vân, 10 pháp này cần phải tu tập. 267 đến 746. Để biến tri, vân vân, để biến diệt, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để hủy diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để an tịnh, vân vân, để bỏ đi, vân vân, để từ bỏ sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, gièm pha, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, sang tham, vân vân, mê hoặc, vân vân, gian trá, vân vân, cứng đầu, vân vân, bồng bột, hung hăng, vân vân, mạng, vân vân, quá mạng, vân vân, đắm say, vân vân, phóng dật, vân vân, 10 pháp này cần phải tu tập.